Chào mừng các bạn đã đến với Bảo hộ xe máy Tài Đạt. Hôm nay Tài Đạt xin giới thiệu hai mẫu khẩu trang thịnh hành nhất hiện nay là khẩu trang chính hãng của ba em nha các bạn. Chính hãng của ba em. Đây là khẩu trang mã 9033, kích thước nhỏ. Cùng một mã này luôn, nhưng mình cũng có kích thước lớn, nhưng mà hiện ba em ở đây không có phát triển. Thì Tài Đạt đem về cái mẫu khẩu trang ba em 9001 có kích thước lớn để phù hợp. Thì với như để mình giải thích nha, thì vì cái khẩu trang này á, kích thước lớn á, nó cũng đóng gói hai cái cùng một cặp và có màu xanh như thế này, nhưng mà ba em tại Việt Nam họ không có phát triển nên họ đem về cái loại đơn chiếc như thế này. 9001 thì sẽ có size lớn đó, nhìn như trong video các bạn sẽ thấy được cái viền ở dưới nó dài rộng hơn, sẽ giúp bao quanh cái khuôn mặt của mình tốt hơn, hạn chế được bụi bẩn cho những bạn có khuôn mặt to. Đây, nhìn kỹ nha. Về cách hướng dẫn sử dụng theo quy cách của ba em, thì việc chúng ta đeo khẩu trang bắt buộc phải kín, thì như vậy cái việc mà bụi vào phần khoang mũi của chúng ta sẽ được hạn chế nhiều hơn. Nhưng việc mang rất chặt sẽ rất gây khó chịu cho phần mang tay, nên ở đây Tài Đạt sẽ hướng dẫn các bạn một cách đó, đó là mình kéo giãn dây thun ra, kéo giãn dây thun ra một chút xíu đó. Tuy là mình có khuôn mặt nhỏ nhưng mà khi mà mang ôm sẽ hơi khó chịu ở phần mang tay. Đây, kéo nhẹ nhẹ thôi nha các bạn đó, nhưng mà kéo mạnh quá là đứt đó, đứt là phải ghé Tài Đạt mua lại một cặp khác đó. Về phần giá thành, khẩu trang 3M 9003 được bán tại Tài Đạt một cặp màu xanh như thế này, giá 22.000 một cặp. Có kích thước nhỏ nhưng mình có thể nới rộng ở phần đuôi dây nhẹ nhẹ nha các bạn. Bên cạnh đó thì khẩu trang 3M 9001 là phần khẩu trang có kích thước lớn màu xanh, quy cách đóng gói là một khẩu trang trong một bọc như thế này. Thì giá của 9001 là 12.000 một cái, 9033 là 22.000 một cặp. Các bạn có thể tự do mà lựa chọn, hãy đến với Tài Đạt để có một bầu không khí xanh sạch đẹp nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã đón xem, nhớ like và subscribe kênh của Tài Đạt nhé. Cảm ơn các bạn.